Mình thi chưa mày? Hả? Nhưng mà sáng mình thua chưa? Thua rồi à? Gần như vuông luôn. Chỗ nhà anh xéo. Chỗ tao đang đường trắng được chéo rồi. Chỗ nào xéo đọc là do núi nhà cái nhà cái sắt to to đó. Xéo hết núi nhà nào xéo. Người ta đâu. Xéo gì em mua miếng ở nhà con núi đấy. Em mang đi khỏe con trai quê đấy. À mua đấy con trai rồi. Chàng tiền là mẹ qua qua nhà chết là ta chàng tiền là tao ấy. Đấy, em nạ gì chỗ nhà anh đối diện nhà chàng quên quân đồ à. Ừ. Đấy, khu đấy nhà nào chéo. Em vừa rồi em đỡ nào không em hết nhà mình để ngắm nghĩ này mà qua nó hết mắt. Nó hơi lạch đất, hơi lạch đường. Cái gì cũng đẹp. Nó mang được một giây rồi. Nó một giây rồi nhưng mà anh hiểu không? Đường đang thẳng.
chậm về đích.